Thưa quý vị, chào mừng kỷ niệm 77 năm Cách mạng tháng 8, Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Tối nay ngày 19 tháng 8, Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 50 năm chiến thắng Cấm Rơi, ngày 19 tháng 8 năm 1972, ngày 19 tháng 8 năm 2022. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự buổi lễ, cùng dự có lãnh đạo tỉnh Quảng Nam, quân khu 5, các mẹ Việt Nam anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, các tướng lĩnh, cựu chiến binh, các gia đình có công với cách mạng, đồng bào nhân dân huyện Quế Sơn. Cách đây 50 năm, cùng với khí thế tiến công và nổi dậy của quân và dân miền Nam, dưới sự lãnh đạo của Đảng, trực tiếp là khu ủy khu 5 và tỉnh ủy Quảng Nam, lực lượng vũ trang khu 5 và lực lượng vũ trang địa phương đã kề vai sát cánh cùng cán bộ chiến sĩ, anh dũng chiến đấu, lập nên chiến công vang dội, tiến công tiêu diệt cụm cứ điểm Cấm Rơi, giải phóng quận lỵ Quế Sơn vào ngày 19 tháng 8 năm 1972, góp phần tiến đến giải phóng tỉnh Quảng Nam và giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Sau khi chiến tranh kết thúc, phát huy truyền thống kiên cường bất khuất trong chống giặc ngoại xâm, Đảng bộ Quế Sơn đã lãnh đạo nhân dân nhanh chóng ổn định cuộc sống, bắt tay vào xây dựng lại quê hương, đến nay đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Tốc độ tăng trưởng kinh tế cao và ổn định qua từng năm, cơ cấu kinh tế được chuyển dịch theo hướng tích cực. Thời gian tới, Đảng bộ và nhân dân huyện Quế Sơn quyết tâm nỗ lực cùng chung sức đồng lòng, đóng góp công sức, trí tuệ, năng động sáng tạo, hành động quyết liệt vượt qua mọi khó khăn thử thách để xây dựng Quế Sơn ngày càng đàng hoàng hơn, to đẹp hơn. Chiều cùng ngày, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng đoàn công tác và lãnh đạo địa phương đã đến dâng hoa, viếng hương tưởng niệm tại đền liệt sĩ huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam.